bạn có thể được vay với lãi suất là 0% và không cần phải tài sản đảm bảo của. Xin chào tất cả những chủ doanh nghiệp và những người đang làm kinh doanh đang chịu ảnh hưởng của cái dịch Covid-19 này. Thì một thông tin ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn, nó giúp cho bạn có những cái thông tin rất là hữu ích để cho cải thiện về cái tình trạng về nguồn tài chính trong doanh nghiệp của mình, trong cái công việc kinh doanh của mình. Đó là cái nghị quyết 42 của Bộ Tài chính của bên Thủ tướng Chính phủ. Thì có một thông tin hay cho các anh chị trong ngày hôm nay, đó là nếu như doanh nghiệp của bạn, công việc kinh doanh của bạn mà đang phải sa thải lao động hoặc là cho lao động nghỉ việc mà không có tiền để trả lương cho nhân viên, thì một tin vui của các bạn trong ngày hôm nay đó là nếu như bạn đã trả cho người lao động của mình 50% rồi, thì tin vui cho bạn đó là 50% còn lại bạn có thể được vay với lãi suất là 0% và không cần phải tài sản đảm bảo, quý vị ạ. Bởi vì bình thường chúng ta vay là phải có tài sản đảm bảo, nhưng mà với tình huống đại dịch này thì ngân hàng chính sách xã hội, cái ngân hàng mà anh chị không bao giờ thấy nó nổi tiếng gì đâu, nó không phải như Vietcombank, Techcom hay Sacom, mà là ngân hàng chính sách xã hội, tức là ngân hàng này giải quyết những vấn đề về chính sách xã hội như bảo hiểm và các vấn đề khác, thì họ hỗ trợ cho bạn vay được lãi suất là 0% mà không có tài sản đảm bảo trong vòng tối đa là 3 tháng mà thôi. Vậy thì để tôi nói cho anh chị một cái thông tin, đó là thông tin này vui hay không thì thực sự thế này này. Nếu như bạn đã có tiền để trả lương cho nhân viên mà đã 50% rồi, thì bạn có hai giải pháp. Một là bạn có thể đàm phán với nhân viên của mình là cái phần 50% còn lại có thể nghỉ nhận sau khi mà quay trở lại công việc hoặc là đại dịch qua đi. Hai, nếu như mà bạn sợ bị phạt hoặc là người lao động bị kiện bạn, thì bạn có thể vay vấn đề về ngân hàng chính sách xã hội và được lãi suất là 0%, quý vị nhé, nhớ là 0%. 0% và trong vòng tối đa có 3 tháng mà thôi. Đó là cái điều mà tôi muốn nhắn nhủ các anh chị ngày hôm nay. Thông tin này vui mà không vui. Vui đó là nếu như bạn vay được có tiền để bạn trang trải, nhưng mà có một cái điều thế này này, đó là bạn không được lấy tiền, tức là ngân hàng chính sách xã hội sẽ không giải ngân vào ở trong tài khoản doanh nghiệp đâu. Mà cái điều hay ho ở đây đó là sẽ cam kết trả lương cho cái người mà bị thất nghiệp hoặc là bị sa thải hoặc là bị thiếu lương, nợ lương trong cái thời điểm Covid này, đó là ngân hàng chính sách xã hội sẽ chuyển thẳng tiền vào trực tiếp cái người lao động đó. Vậy thì doanh nghiệp mà thực sự muốn trả lương cho người lao động thì với cái nghị quyết 42 này mới có hiệu quả. Còn nếu như bạn muốn quay, bạn muốn tận dụng cái nguồn chính sách xã hội này để bạn thu tiền, sau đó bạn về bạn đảo nợ hay là bạn trả nợ những khoản khác, thì câu trả lời là không có điều đó xảy ra, không bao giờ có điều đó xảy ra. Chỉ có để trả lương và lo cho đời sống nhân viên và những người lao động mà thôi. Đó là cái thông tư về nghị quyết 42 mà tôi cập nhật cho những chủ doanh nghiệp, những người kinh doanh ngày hôm nay phải biết. Và nếu như bạn muốn vay được ngân hàng chính sách xã hội với thuế suất, với lãi suất là 0%, thì hãy tranh thủ làm điều này nhé. Còn làm như thế nào tôi sẽ có thể hướng dẫn cho bạn, hoặc là click vào bên dưới để lấy được cái form hồ sơ để mà làm thủ tục vay vốn ngân hàng các bạn nhé. Và bạn đang theo dõi kênh của Jory Thông trên YouTube, và hãy subscribe, hãy like và share cái video clip này để có thể nhận được cái nhiều cái video clip hướng dẫn tiếp theo của tôi về cá nhân, về doanh nghiệp, về những tác động của kinh tế đến với doanh nghiệp và cá nhân gia đình của bạn nhé. Thế thì còn hộ kinh doanh cá thể thì sao? Hộ kinh doanh cá thể là ai ạ? Là những người đang ví dụ bán bún bò Huế, bán tiệm phở, bán quán cơm, bán quán cà phê, bán ven đường, bạn làm hộ kinh doanh, có thể là bán bún thịt nướng hoặc là bánh tráng gì đó, bất kỳ cái hình thức kinh doanh nào mà nó mang tính chất hộ kinh doanh hoặc cá thể. Bạn biết không, trong tương lai thì cái hình thức này sẽ không còn nữa, và 4 triệu người ở Việt Nam đang ở hình thức này sẽ phải chuyển đổi lên hình thức đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc hai thành viên hoặc công ty cổ phần. Thế thì nếu như bạn là hộ kinh doanh thì một tin vui cho bạn, đó là ngày hôm nay nếu như bạn trước đây có khai báo thuế là với cái khoản doanh thu hàng năm, đó là nếu như bạn khai báo thu nhập là dưới 100 triệu một năm thì bạn sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Vậy thì nếu như bạn là hộ kinh doanh cá thể và đợt này bạn bị ảnh hưởng tác động của Covid mà cái công việc kinh doanh đó bị ngừng trệ,
và bạn có khai báo về thu nhập trước đây là dưới 100 triệu thì đợt này bạn sẽ có thể được tiếp cận cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội cũng là thuế suất bằng không, và thời hạn vay tối đa cho cái việc này cũng chỉ là 3 tháng mà thôi các bạn, chỉ 3 tháng thôi. Tôi nghĩ rằng cái chính sách này giúp cho cái người hộ kinh doanh, cá thể, những người mà bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cái dịch Covid-19 này thì họ sẽ có được cái phần tiền thu nhập, một cái phần khoản vay này với lãi suất là bằng không để trang trải được cái chi phí của họ trong thời gian là 1 đến 3 tháng. Và nếu như tình hình mà kéo dài như thế này đến hết năm 2020 thì cái nguồn vốn này chắc chắn không thể hỗ trợ của họ lâu dài được. Và hãy xác định rằng đây là cái nguồn vốn ngắn hạn, short term, trong thời gian 1 đến 3 tháng và với thuế suất bằng không. Thực ra thì các anh chị vay thì các anh chị cũng phải trả lại gốc, chẳng qua là được hỗ trợ về thuế suất bằng không. Nhưng mà biết đâu thì cái phần hỗ trợ này nó giúp cho những người kinh doanh cá thể, những người mà kinh doanh nhỏ lẻ, những người kinh doanh online có thể trang trải được một phần chi phí để vượt qua được cái sự khó khăn của cái đại dịch Covid-19 này. Thì đây là những cái thông tin mà ngày hôm nay tôi nói cho các bạn biết, đó là làm thế nào để tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội với cái gì ạ? Cái thuế suất với cái lãi suất là bằng không và thời hạn tối đa trong vòng vay là 3 tháng và có thể thời hạn trả cái phần gốc vay đó là tối đa 12 tháng các anh chị nha. Nhớ là vay thì chỉ được có 3 tháng thôi. Ví dụ và phải trả trong vòng 12 tháng và ngân hàng mà anh chị làm việc trực tiếp đó là ngân hàng chính sách xã hội. Vậy thì ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn đó và hai cái đối tượng, đó là chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ và chúng ta gọi là SME ấy, và đối tượng thứ hai là hộ kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh hoặc là cái người kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, kinh doanh online. Và cái nghị quyết 42 này giúp cho bạn có cơ hội tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ với lãi suất là 0% này. Hãy tận dụng cơ hội này nhé. Và nếu như bạn có nguồn vốn nào mà tốt, tiếp cận tốt và với lãi suất tốt, có thể comment xuống bên dưới để chỉ cho nhiều người đang theo dõi cái video clip này. Những cái người mà theo dõi video clip của tôi là người chủ doanh nghiệp, là người kinh doanh, là nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ thì có thể follow up, tức là follow tôi, cái kênh của tôi để theo dõi những cập nhật thông tin mới nhất của chính phủ, những cái thông tin tài khoá, tài chính, chính sách xã hội để giúp cho bạn có được cái thông tin sớm nhất để giúp cho bạn vượt qua được cái thời kỳ kinh doanh khó khăn này.